Thế đôi xin chào làm cho anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Thấy các bạn này câu máy to tổ bố, cần thì nhỏ con mình thích cái gì vừa to vừa nhỏ. đấy, như kiểu bên này này là hàng thì to, theo cái phần dưới thì to mà trên là rụt bé Rút nhá. câu cần máy à? Ôi, cái đánh cần tay đánh đục cho sướng sau câu cần máy. Con mẹ à? Chết dở chương trình này, rối giấy này, hỏng hình rồi. Câu hai quả nó hết chất. Tháo ra nó phản lại lắm. Hôm nay được con to to. Câu ăn may thôi. Mặn cầu. Sông nước mênh mông đâu là bờ. Tôi có ăn hết cá của bạn đâu mà bạn vội. Câu thế nhỉ. Vừa xinh luôn. Các bạn ấy nắp thì nhỏ thì đó. Ông đánh cẩn thận ông quay nó hỏi tôi hả? Quay nó lắc mắt ra. Quay nhìn xoạch với tôi. Đây mới là cá. Thôi. Mồi quá. Video vừa xinh cảm giác không câu vẫn thích đúng không? Đúng đấy. Súng rồi có đập giặt đó thình thịch luôn đấy. Nhấc to lên nhấc cao lên xem nào yếu tê đây hàng hàng rupi bự đóng mất dãy đóng pha nó mồm luôn ngồi nhiều đồ túi quá cứ thả ổ không giật thế là đỡ cá thì phải gượng đừng mất đây là nhà của mày cơ mà. Nhà đây nhà đây không ở cứ ở đâu không đi đâu nhà có không ở tí thì mất mất anh em lại nên lại chửi sấp mặt nay không to à? Rô cái này mà không to à các bác nhỉ? Đều đều rô này mà rán giòn mà không phê à? Đấy, nhìn nhỉ? Rô này rán giòn mà không phê này. Thank you.
tí nữa thì tuột. Đâu cá tôi câu. Anh em nhìn này, cảnh đẹp chưa? Đóng mũi tí của mình. Số chết đi. Mũi tí ở lưỡi mình. Đen thôi. Đỏ quên đi đúng không? Quay bảo không to đâu. Tí cái này là quá là sướng. Một bọn này trông như một con chim. Đóng con tí rồi chẻo hết cả lưỡi. Con lục này đè phao nhìn nó thích mắt. Bao phát là tim đập thình thịch nhỉ. Tim đập thình thịch. Đây anh em à. Giờ thằng này nó mới ăn mùi ốc bạn ạ. Ăn mùi ốc à? Ừ. Hả? Mới được thêm con trục phi. Nó ăn mùi ốc bạn ạ. Khả năng con to kia nó nút mùi ốc. Rồi được con thứ hai từ đầu nữa. Tổng số này em nhặt được khoảng chục con rồi, hai giờ được con thứ hai các bác ạ. Và thấy cần đơn nhỉ? Hai cần đơn nhỉ? Ba cần à? Ừ, hai cần máy một cần đơn. Ôi trời ơi, không còn thua. Là cần đơn mà. Rồi đầu con này cũng khớ khớ ở đó đấy. Lại mắc. Mắc à? Ấy. Đội nhất là. Ui. Cần mình cũng chết.
đẹp. Đẹp luôn. À, hai nhóc các bác này. Bỉnh đưa bừa thế mà không biết là nó mút từ khi nào. Đúng cái nước này khó. Khó trồng cá. Trống hết cả mặt. Đào hết cái đầu. À, anh em thằng này cũng đồng con, hai em mỗi thằng một con. Mình nhìn nước trống hết cả mặt mũi nha. Dã man. À, biết được cá tới bây giờ. Mày có thấy nó lôi lách được. Thế mà vẫn đóng được cá. Vẫn đóng được cá. Vậy. Hái nhóc luôn phạt vùi thế. Mình lôi lên thấy đâu. Đưa phao. Ừ, thế là dính rồi. Không phải là câu nước này nó khó nhìn phao lắm. Bắt trâu phi à, sướng này. Ủa, đứa nó chép rồi còn chẳng to đi. Ôi. Kể ra mà có bong bia để anh em ngồi uống hợp lý nhỉ. Đi về vậy luôn anh. Bóng mới đều. Bóng mới đều ấy. Cay thật ấy. Không ngờ lại bóng. Cuối cùng cũng phải leo, cuối cùng cũng phải lên em đô phi, con này cũng bự ấy. Đó xoài xoài đô phi bự, đô phi bự các bạn. Dậy 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 dậy. À, đô phi to. Ui, to, 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 ui, to, ui, anh em mình dã man cá cho móc đúng vào đuôi, rồi phì xịn nhá. Đẹp cái này đúng không ạ? Tươi cho rói luôn. Móc mỗi tí ở đuôi, dậy. Chúng cá móc đuôi nó dễ khỏe thật. À, đích thực là con khác ăn nhưng con này đi qua dính phải thôi. Chính thức con này là số đen các bác ạ. Có mỗi tí ở đuôi. Chứ con khác nó đang cứ ăn thì con này ăn đi ngang qua mà chết. Đèn như chó ở đây chứ đâu. Đen thì vào rõ mấy anh.
cấm có chạy. Nhờ chờ anh em xoài cá này. Nhớ. Dù là này cũng được bữa. Có hai tạm rồi. Ổn đấy các bạn. Về thôi.